Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Tân Lúc Mobile. Hôm nay mình tiếp tục ở lại đây và cho mọi người biết những cái thông tin mới nhất về Apple iPhone cũng như là cách để chúng ta sử dụng iPhone một cách tối ưu hóa nhất nha. Thì hôm nay sẽ là những cái dòng iPhone nào đã nên cập nhật lên iOS 17.4 để tránh cái tình trạng như là bị hao pin, nóng máy, sập nguồn và những cái lỗi vặt linh tinh trên những dòng iOS cũ nha. Thì là đối với dòng iOS cũ mình thấy tệ nhất và kém nhất và làm nhiều người than thở nhất chính là iOS 17.3.1. Và cái dòng iOS 17.3.1 này thực sự là nó mang lại những cái lỗi vặt cực kỳ nặng nề, nhất là đối với những cái dòng 12 Pro Max như thế này. Thì thứ nhất đấy là những lỗi như thế sau: hao pin này, hao nguồn, sập nguồn, nóng máy, sạc không vào điện đấy, báo pin ảo, mất phây, chết màn, chưa kể là còn mất sim này, mất sóng này, lỗi sim, lỗi sóng cực kỳ nặng, lỗi wifi, rồi lại là lỗi bluetooth, lỗi vân vân linh tinh lặt vặt ti tỉ thứ lỗi. Thậm chí là cái lỗi nặng nhất nó sẽ rơi vào đấy là lỗi mất email, thậm chí còn nhiều con đấy là còn mất nguồn, sập nguồn lên sập và treo táo, rất nhiều những cái lỗi linh tinh lặt vặt. Và những cái dòng máy nào sau đây thì nên cập nhật lên iOS 17.4 để tránh những cái tình trạng lỗi như thế nha. Thì thứ nhất kể đến đầu tiên đấy là dòng 12 Pro Max. Anh em nào đang sở hữu thì lên ngay luôn, lên ngay lập tức để tránh phải những cái tình trạng gặp lỗi như dòng 17.3.1 mình vừa nêu trên, để không còn tình trạng lỗi như thế nữa. Chưa hết thì trên cái dòng 17.4 nha, thì mọi người sẽ có thể đấy là được nâng cấp cái tình trạng pin lên, cũng như đấy là thời lượng sử dụng pin nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như bản thân mình dùng thì ngày chỉ sạc tầm khoảng 2 lần mà thôi sau khi mà nâng cấp lên iOS 17.4. Và đối với cái dòng 17.3.1, nói thật ngày sạc 4 lần còn không đủ để sử dụng máy. Mà bây giờ sau khi mà lên iOS 17.4, mình thấy dùng quá là ổn định luôn. Ngày sạc có 2 lần thôi mọi người. Mà chưa kể nha, cái dòng iOS 17.4 này thì nó không có bị nóng máy này, không giật lag, không đơ máy, và điều tuyệt vời nhất đấy là không gặp phải những cái lỗi vặt như trên, như trên cái dòng 17.3.1. Và đây là một điều cực kỳ tốt cho những anh em nào đang sở hữu iPhone 12 Pro Max. Tiếp tới sau cái dòng 12 Pro Max sẽ là những cái dòng như là 11 Pro Max cũng như là XS Max. Những cái dòng X thì anh em cũng nên cập nhật lên iOS 17.4 để không gặp phải những cái tình trạng như là lỗi chân sạc, lỗi pin, báo pin ảo, hao nguồn, sập nguồn và nóng máy nữa nha. Và đối với lại là những cái dòng như là 13 Pro Max, 14 Pro Max, thậm chí là 15 Pro Max đang dùng iOS 17.3.1, gặp lỗi thì lên luôn cho mình 17.4. Tại vì 17.4 nó fix lỗi cực kỳ tốt, cực kỳ hoàn hảo đối với bản thân mình. Trong 2 ngày sử dụng gần đây thì nó quá là tốt, quá là hoàn hảo luôn. Và là một con bản iOS tốt nhất trong cái dòng iOS 17 trong thời điểm hiện tại như thế này. Và nếu như mà anh em không muốn máy mình gặp phải những tình trạng lỗi vặt như mà mình vừa kể trên trên cái dòng 17.3.1 thì hãy lập tức lên luôn iOS 17.4 để khắc phục những cái tình trạng lỗi trên và được cập nhật cũng như là được trải nghiệm những cái emoji mới trên iOS 17.4, cũng như đấy là những cái tính năng mới trên iOS 17.4 nha mọi người nha. Và đối với những cái dòng mà đáng nhanh nhất và nên lên nhất đấy là cái dòng 12 Pro Max cũng như là 13 Pro Max nha. Còn đối với những iOS khác, ví dụ như là 17 trở về, 16, 15 đấy, nếu như mọi người đang sử dụng tốt rồi, sử dụng bền rồi, không có lỗi vặt, không có tình trạng lỗi nguồn hao pin hay là lỗi pin hay là những cái lỗi vặt linh tinh khác, thì chúng ta hãy giữ nguyên cái tình trạng iOS này và không cập nhật nha mọi người nha. Tránh cập nhật lên iOS cao để tránh tình trạng hỏng máy cũng như lỗi máy của mọi người nha. Và nếu như anh em nào đang thắc mắc cũng như là giải đáp về dòng iOS thì có thể comment xuống bên dưới nhé. Và nếu như mọi người đang quan tâm tới những dòng iOS thì cùng theo dõi những video sau này của mình, tại vì mình cực kỳ thích nâng cấp và khám phá những dòng iOS mới. Nên là nếu như mọi người thấy video này hay thì cho mình xin một like nha. Và bye bye mọi người, hẹn mọi người trong những video lần sau.